Kính chào quý vị và các đồng chí. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này gồm có những nội dung chính như sau. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Công an thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền tổng kết công tác năm 2019. Ghi nhận sau gần 2 tuần thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ. Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 1, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến làm việc và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Tại buổi đón tiếp, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo đến Thứ trưởng một số kết quả nổi bật của Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, động viên của lãnh đạo Bộ Công an nói chung và của đồng chí Thứ trưởng nói riêng đối với cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an đối với các mặt công tác Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng những thành tích của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được trong năm 2019. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Do vậy, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh cần tập trung bám sát tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, phấn đấu không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, không để xảy ra các vụ trọng án, cháy nổ phức tạp. Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh năm mới mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong tuần qua, Công an thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong năm 2019, Công an thành phố Vũng Tàu đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không xảy ra đột xuất bất ngờ. Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2018. Công an thành phố đã triệt phá thành công nhiều ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy cơ bản được kiểm soát, không để phát sinh các điểm nóng. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực. Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2019, Công an thành phố Vũng Tàu được Ban Giám đốc Công an tỉnh xét công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả, thành tích Công an thành phố Vũng Tàu đã đạt được trong năm qua. Năm 2020 sẽ diễn ra đại hội đảng các cấp. Nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố Vũng Tàu nói riêng là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ Công an thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ công cuộc xây dựng phát triển kinh tế ở địa phương. Năm 2019, Công an huyện Long Điền đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tội phạm hình sự được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 85%. Tội phạm về ma túy được phát hiện, bắt giữ nhiều hơn năm 2018. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2019, Công an huyện Long Điền được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu khối thi đua huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh. Ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của Công an huyện Long Điền. Trong năm 2019, Thượng tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an huyện cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự,
làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tập trung phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự như giết người do nguyên nhân xã hội, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tình dục trẻ em. Thưa quý vị, tuần qua, Câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Trong năm qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh đã duy trì và tổ chức các hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền và nghe thông tin thời sự, tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm hỏi, tặng quà các hội viên già yếu bệnh tật, phát huy phẩm chất người cán bộ công an. Các hội viên luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của câu lạc bộ, tham gia hoạt động xã hội ở cơ sở và có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở nơi cư trú. Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các hội viên trong câu lạc bộ nhân dịp đầu xuân mới. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng thông báo những mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của lực lượng công an tỉnh trong thời gian tới và mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, giúp đỡ, ủng hộ tích cực của hội viên câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an. Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các hội viên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác hội. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cũng đã trao quà mừng thọ của câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh cho các hội viên từ 75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt chính thức có hiệu lực thi hành. Luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100 được ban hành nhằm mục tiêu hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia gây ra. Khi các quy định này có hiệu lực, đông đảo quần chúng nhân dân đều đồng tình ủng hộ các quy định này. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí phóng sự ghi nhận về những thay đổi thực tế sau gần 2 tuần những quy định này đi vào đời sống. Luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Còn tại Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt tăng nặng người điều khiển phương tiện mà có độ cồn trong máu, khí thở với mức phạt cao nhất là 30 đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, 6 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô. Đồng nghĩa với việc khi đã uống rượu bia, tuyệt đối không được lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe cũng là chủ đề của năm an toàn giao thông năm 2020. Chính phủ đặt ra mục tiêu năm 2020, tai nạn giao thông phải được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Trong đó, số người chết vì tai nạn giao thông giảm từ 5 đến 10% so với năm 2019. Trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhận thức rõ hơn sự nguy hiểm của hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, các đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an các địa phương cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Nhiều người vi phạm cho biết họ đã nắm được các quy định mới. Trong 10 ngày đầu thực hiện kiểm tra nồng độ cồn theo quy định mới, trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 55 trường hợp vi phạm với số tiền phạt trên 600 triệu đồng. So với về trước ấy, thì là người dân đã có ý thức rất là cao. Biết trước đây ấy, thì là đến giờ này ấy, là xử lý rất nhiều trường hợp. Nhưng mà sau cái luật này ra đã tuyên truyền rồi người dân đã ý thức thì đến bây giờ chúng tôi đã chỉ xử lý được 1-2-3 trường hợp vi phạm. Nếu như mà về vấn đề mà người dân mà chấp hành tốt như từ 1 tháng 1 đến bây giờ ấy, tôi nghĩ là cái số vụ tai nạn về như là rượu bia sẽ giảm. Việc tăng nặng mức xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là biện pháp tăng trách nhiệm của mọi người đối với cộng đồng xã hội khi tham gia giao thông. Không những vậy, các quy định mới đã và đang đi vào cuộc sống, làm thay đổi rõ rệt những thói quen không tốt trước đây. Nếu như trước thời điểm 1 tháng 1 năm 2020, nhiều quán nhậu, nhà hàng luôn đông nghịch khách vào các buổi tối, ngày cuối tuần, thì cho đến nay,
lượng khách đã giảm đáng kể. Nhiều cơ sở đã mở dịch vụ hỗ trợ đưa khách về nhà sau khi đã uống rượu bia hoặc nhận giữ xe miễn phí cho khách qua đêm. Từ ngày mà chính phủ thực hiện nghị định 100 thì doanh thu của nhà hàng của chúng tôi phải nói là giảm đi, cũng tương đối là đáng kể. Lượng khách đến các nhà hàng cũng như khách sạn đã giảm hẳn. Riêng nhà hàng Vạn Trài chúng tôi, ngay từ lúc thực hiện nghị định 100 của chính phủ, tôi nghĩ chúng tôi có trách nhiệm với khách hàng. Khi khách hàng sử dụng những thức uống có cồn quá nhiều, say không chạy xe nổi, thì chúng tôi có khuyến khích khách hàng là nên để xe lại và đi taxi về. Hoặc nếu khách hàng không tự đi được thì chúng tôi có những phương tiện để thực hiện di chuyển khách về tận nơi. Lạm dụng rượu bia để lại những hậu quả nặng nề. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia là một trong những tác nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Các quy định mới ra đời được kỳ vọng sẽ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Trước thời điểm Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận khoảng 36 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông. Trong đó, gần một nửa bệnh nhân bị tai nạn có sử dụng rượu bia. Trong khi đó, từ ngày 1 tháng 1 đến 10 tháng 1, số người nhập viện vì tai nạn giao thông chỉ còn khoảng 28 người trên một ngày, giảm 83 trường hợp so với 10 ngày liền kề trước đó, tương ứng với giảm 22% số vụ tai nạn giao thông. Nếu mà những cái vụ tai nạn mà liên quan rượu bia vào cấp cứu á, thì thường là rất là nặng, mà đa số là nó lại liên quan đến sọ não, nghĩa là chấn thương sọ não là những trường hợp thường là rất là nặng và nguy cơ mà tử vong rất là cao. Qua thực tế mình trực tại cấp cứu thì so sánh với 10 ngày trước, từ khi cái nghị định 100 có hiệu lực thì tình hình tai nạn giao thông mà liên quan đến rượu bia mà vào cấp cứu thì có vẻ là nó có giảm hơn so với 10 ngày trước. Về nhìn tổng quan thì thấy có vẻ là nó cũng có phần nó giảm hơn so với trước khi cái nghị định nó có hiệu lực. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều chương trình, biện pháp để ngăn chặn vấn nạn lạm dụng rượu bia. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại còn rất hạn chế. Vì thế, một mức phạt tiền nặng kèm theo đó là những chế tài nghiêm khắc đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Tôi cho rằng là đây là cái điều rất là tốt, rất là bình thường. Nếu mà có cái trường hợp nào mà phải sử dụng rượu bia trong một buổi tiệc nào đó, thì chắc chắn là tôi sẽ về nhà bằng một cái phương tiện khác. Bây giờ quy định ra rồi là phải chấp hành. Đúng là cái này rất tốt cho luật giao thông của mình. Nên tôi là một người dân thì tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Có thể thấy, sau gần 2 tuần, luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định 100 của chính phủ chính thức có hiệu lực, trật tự an toàn giao thông đã có nhiều sự thay đổi rõ nét. Và đó đều là những thay đổi tích cực. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả ban đầu để luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định 100 của chính phủ phát huy hiệu quả trong thời gian tới. Rất cần sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của các cơ quan chức năng. Và nếu như hạn chế được tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, thì chắc chắn tai nạn giao thông cũng sẽ được kéo giảm, đồng thời hạn chế được những mất mát, đau thương do tai nạn giao thông gây ra. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các đồng chí quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, tuần qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Năm 2019 là năm thứ tư liên tiếp tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 645 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 244 người chết và 526 người bị thương. So với năm 2018, số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm 64 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 137 người. Tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy ổn định,
không xảy ra tai nạn gây thiệt hại về người. Chủ đề năm an toàn giao thông 2020 là đã uống rượu bia, không lái xe. Để thực hiện tốt việc này, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các địa phương và lực lượng chức năng thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cũng như tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là Nghị định 100 của Chính phủ. Trong cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương có kế hoạch đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón Tết. Mục tiêu năm 2020, phấn đấu giảm từ 5 đến 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019. Giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu bia. Phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 8 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông tăng 8 vụ, số người chết tăng 4 người, số người bị thương tăng 3 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, một vụ do không nhường đường, một vụ do không chú ý quan sát, hai vụ do chuyển hướng không đảm bảo an toàn, một vụ do người đi bộ, 7 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 1.191 trường hợp, trong đó có 252 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 671 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 450 triệu đồng, tạm giữ 201 xe mô tô và ô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 78 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.